Trong thời gian qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, các loài sinh vật ngoại lai đã phát triển nhiều khu vực trong cả nước, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả điều tra cho thấy, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện được 13 loài sinh vật ngoại lai xâm hại, thuộc danh mục 100 loài sinh vật ngoại lai xâm hại được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới khuyến cáo có ảnh hưởng xấu đến các loài bản địa, môi trường, hệ sinh thái và làm thiệt hại đến nền kinh tế. Trong đó có 8 loài là động vật và 5 loài thực vật, 7 loài sống trên cạn và 6 loài sống dưới nước. Sinh vật ngoại lai xâm hại có đặc điểm là sinh trưởng và phát triển nhanh, đồng thời ức chế sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật bản địa. Vì vậy, tại những nơi có sinh vật ngoại lai xâm hại sinh trưởng sẽ làm giảm đa dạng sinh học bản địa và mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng. Tại tỉnh ta, một số loại thực vật ngoại lai xâm hại như cây mai dương, bèo Nhật Bản và cây ngũ sắc có diện tích xâm hại rất lớn, đã và đang có những tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học, phát triển kinh tế xã hội tỉnh. Cụ thể, theo đánh giá của ngành tài nguyên và môi trường, tại tỉnh ta, diện tích xâm lấn của mai dương trên địa bàn tỉnh vào khoảng 634,54 hectare. Diện tích có bèo Nhật Bản là trên 1.676 hectare. Những địa phương tập trung nhiều cây mai dương, cây ngũ sắc và bèo Nhật Bản là thành phố Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Tường, huyện Ập Thạch và huyện Sông Lô. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh cũng xuất hiện nhiều loại động vật ngoại lai xâm hại khác như sâu gióm thông, rùa tê đỏ, cá rô phi đen, trào màu đít đỏ, sinh vật lạ đầm rừng. Mặc dù những loại này xuất hiện chưa nhiều, song nếu không có biện pháp ngăn chặn thì với đặc tính là sinh sản và phát triển nhanh, những sinh vật này sẽ ảnh hưởng lớn tới môi trường, hệ sinh thái và sản xuất. Những tác hại có thể nhận thấy rõ nét nhất là tác hại của ốc bươu vàng. Loại ốc này phát tán nhanh với diện tích phát tán rộng và đang trực tiếp gây hại tới sản xuất nông nghiệp nhiều nhất với tổng diện tích khoảng 7.305 hectare. Theo đánh giá, một con ốc bươu vàng trong vòng đời sinh trưởng có thể sẽ tàn phá gần 2 mét vuông lúa và sinh sản được hơn 1.500 cá thể khác. Trước thực tế trên, nhiều địa phương đã chủ động thực hiện các biện pháp diệt trừ ốc bươu vàng, song do mức độ phát tán nhanh, rộng và sinh trưởng mạnh nên hiệu quả chưa cao. Hiện nay, nhận thức của một bộ phận người dân và một số cơ quan quản lý về sinh vật ngoại lai xâm hại còn hạn chế. Vì vậy, công tác kiểm soát, diệt trừ sinh vật ngoại lai xâm hại có những khó khăn. Vẫn còn một số người dân đã nuôi, trồng các loại sinh vật ngoại lai để làm cảnh, từ đây vô tình làm gia tăng sự phát tán của loại sinh vật nguy hại này ra tự nhiên. Thiết nghĩ để đảm bảo sự cân bằng của môi trường sinh thái bản địa và đảm bảo phát triển kinh tế sản xuất bền vững, đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao nhận thức và ý thức trong kiểm soát, diệt trừ sinh vật ngoại lai xâm hại.